Chuyển sang phần tin thể thao trong nước, việc Tổng cục Thể dục Thể thao có ý tưởng lần đầu tiên đứng ra tổ chức một cuộc hội thảo nhằm tìm kiếm những giải pháp toàn diện để nâng cao chất lượng và cải thiện nền bóng đá đang nhận được sự hưởng ứng từ đông đảo giới chuyên môn và người hâm mộ. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn ý kiến của ông Vũ Mạnh Hải, một cựu danh thủ đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá. Hội thảo nhằm tìm kiếm những giải pháp để nâng cao chất lượng một cách toàn diện nền bóng đá nước nhà mà Tổng cục Thể dục Thể thao dự kiến tổ chức vào tháng 12 tới đây, thậm chí đang được ví như hội nghị riêng hồng của ngành thể thao. Một mặt, nó bộc lộ những hạn chế trong điều hành của những người làm công tác bóng đá. Mặt khác, nó cho thấy ngành thể thao đang muốn lắng nghe những ý kiến phản biện và đóng góp từ nhiều phía. Tôi nghĩ là để có được một cuộc hội thảo, để mà tổ chức được một cuộc hội thảo mà coi như là hội nghị riêng hồng bóng đá là rất là quý. Và đây là thể hiện cái sự cấp bách, cái đòi hỏi cấp bách của những người hâm mộ. Ta mong muốn làm thế nào mổ xẻ tìm nguyên nhân và có cái định hướng phát triển cho nền bóng đá Việt Nam. Chứ chả nhẽ cái sự hâm mộ, cái sự quan tâm của nhân dân Việt Nam đối với bóng đá nó mạnh như thế, nó lớn như thế. Mà vừa rồi thành tích của chúng ta nó cứ trồi sụt như thế thì rõ ràng là không đáp ứng được yêu cầu. Việc tổ chức hội thảo là cần thiết và cấp bách, theo đúng như nhận định của đông đảo người quan tâm tới nền bóng đá nước nhà. Tuy nhiên, để hội thảo thành công và những giải pháp được thực hiện một cách hiệu quả, nghiêm túc cũng là vấn đề cần hết sức quan tâm. Tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều ý kiến và sẽ có rất nhiều lời tâm huyết của những người hâm mộ và những người đã từng đá bóng các cựu cầu thủ như chúng tôi. Nhưng mà vấn đề ở đây là nó tập hợp lại được như thế nào và nó có cái bộ phận nào để phân tích và để nó tham mưu cho các cấp lãnh đạo và tham mưu cho cái ban lãnh đạo của Liên đoàn bóng đá Việt Nam mới để người ta có thể là chuyển hóa những cái ý kiến đấy thành những hành động thực tiễn thì đó mới là điều quan trọng. Hay nói cách khác là tổ chức hội thảo nhưng mà ai nghe và ai làm thì đấy mới là vấn đề quan trọng. Bên cạnh việc chia sẻ ý kiến cá nhân về việc tổ chức hội thảo, ông Vũ Mạnh Hải cũng cho rằng việc điều hành các hoạt động của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang cho thấy nhiều bất cập và đây là một phần nguyên nhân dẫn đến các hạn chế của bóng đá Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam xác định là một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Vậy thì cái tính xã hội nó rộng lớn, nhưng mà tính nghề nghiệp nó cũng không kém phần quan trọng. Thì đấy làm sao chúng ta phải đáp ứng yêu cầu là cấu tạo một cái ban chấp hành như vậy để điều hành nền bóng đá Việt Nam là phải mang một cái yếu tố xã hội rộng rãi, nhưng là xã hội tham gia rộng rãi. Nhưng nó phải có cái tính nghề nghiệp đặc thù phía trong. Tức là phải tôn trọng những người làm bóng đá và bản thân trong ban chấp hành cũng như trong ban lãnh đạo phải có những người am hiểu bóng đá để người ta cùng hợp tác với nhau, người ta làm. Hơn lúc nào hết, đông đảo người hâm mộ bóng đá nước nhà đang chờ đợi cuộc hội thảo này, dù lẽ ra nó cần phải được tổ chức sớm hơn nữa. Bóng đá Việt Nam không thể lập tức mạnh lên nhiều lần chỉ với một cuộc hội thảo, nhưng ít ra đây là điều duy nhất đang đem đến những hy vọng về một diện mạo mới cho nền bóng đá nước nhà. Cũng trong chiều ngày hôm nay, vòng chung kết giải vô địch U21 báo Thanh Niên đã chính thức khai mạc với trận đấu giữa Gia Lai và chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh. Được đánh giá cao hơn với sàn cầu thủ đã được thử lựa ở V-League và giải hạng nhất quốc gia, nên các cầu thủ U21 Gia Lai nhập cuộc chủ động và chiếm ưu thế ngay sau trận đấu bắt đầu. Phút 14, cú sút phạt hiểm hóc của hậu vệ Kim Hùng đã khiến hậu vệ Xuân Tình lúng túng đánh đầu phản lưới nhà. Sau khi bị dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà mới chơi hay hơn. Nhưng cũng phải sang đến hiệp 2, họ mới có bàn gỡ hòa của Xuân Dư. Tình huống xử lý thông minh của tiền vệ Thanh Bình đã tạo cơ hội cho Xuân Dư có bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận khai mạc vòng chung kết U21 quốc gia năm nay. Một trận hòa đầy may mắn cho trẻ Gia Lai, đội bóng được đánh giá cao hơn và là bất ngờ đầu tiên ở giải này. Tiếp theo những thông tin thể thao trong nước đáng chú ý khác, sau 7 ngày tranh tài tại giải vô địch xe đạp đường trường toàn quốc lần thứ 29 năm 2015 đã kết thúc với sự áp đảo của đoàn An Giang. Kết thúc nội dung thi đấu cuối cùng là xuất phát đồng hàng 100 cá nhân nữ và đồng đội nữ. Nguyễn Thị Thật của An Giang đã giành tấm huy chương vàng thứ 8 cho đội đua của mình. Nhưng cô không thể giúp đội của mình giành huy chương vàng ở nội dung đồng đội trước sự vượt trội của Bình Dương với Nguyễn Thùy Dung, người giành huy chương bạc ở nội dung cá nhân. Kết quả chung cuộc, nhất toàn đoàn thuộc về An Giang với 8 huy chương vàng, 1 bạc và 5 đồng. Đứng thứ hai là Thành phố Hồ Chí Minh với 3 huy chương vàng, 2 bạc và 3 đồng. Xếp thứ ba là Bình Dương với 2 vàng, 6 bạc và 2 đồng. Theo ban tổ chức, giải đấu năm nay được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn,
trong suốt quá trình thi đấu ở các cự ly đã diễn ra nhiều pha bứt phá hấp dẫn ngoạn mục. Cách đây vài giờ, khi kỳ thủ Lê Quang Liêm đã có chiến thắng ở ván thứ 8 giải cờ vua Spy Cup 2015 để tiến gần hơn đến cơ hội giành chức vô địch. Trong khi đó, ở giải cờ mây nữ Super Series 2015, đội tuyển Việt Nam đã bất ngờ nhận thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Myanmar. Trước một Myanmar được đánh giá thấp hơn chúng ta rất nhiều, không quá ngạc nhiên khi thế trận tấn công được các cô gái Việt Nam triển khai. Tuy nhiên, khi tỷ số set 1 đang là 4-4, thì Myanmar bất ngờ tăng tốc để giành chiến thắng 21-13. Sang set 2, dù đã có sự điều chỉnh lối chơi của huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thủy, nhưng do ngợp tâm lý nên bộ ba Hải Yến, Hoàng Thị Hoa và Giáp Thị Tiến đã không thể tạo nên bất ngờ và tiếp tục để thua 9-21. Đây là thất bại bất ngờ với cầu mây nữ Việt Nam bởi trình độ của Myanmar còn thua chúng ta rất lớn. Ngày mai, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ thi đấu phân hạng 3-4, đối thủ của chúng ta là Hàn Quốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Hành Tinh Thể Thao của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.